Cà phê nóng xin được tiếp nối với những thông tin quốc tế đã được cập nhật. Thưa quý vị, cũng trong ngày 12 tháng 6, cảnh sát Australia cho biết đang khẩn trương điều tra vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng xảy ra trong đêm trước đó ở vùng Hunter thuộc bang New South Wales của miền đông nam nước này. Vụ tai nạn đã khiến cho ít nhất 10 người thiệt mạng, trong số người bị thương cũng đã lên đến 25 người. Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc xe buýt chở một nhóm khoảng 40 khách dự tiệc cưới bị lật tại một bùng binh gần lối ra vào của đường cao tốc Hunter thị trấn Huita. Điều tra ban đầu cho thấy nhiều khả năng vụ tai nạn xảy ra do thời tiết nhiều sương mù gây cản trở tầm nhìn giao thông. Tài xế xe buýt 58 tuổi đã được đưa tới bệnh viện để tiến hành các thủ tục kiểm tra và đánh giá bắt buộc. Hiện tại người này đang bị giữ lại tại sở cảnh sát ở thành phố Sepnok. Những gì tôi có thể nói lúc này là tài xế đang trong quá trình điều tra. Tôi chưa thể nói người này sẽ phải chịu trách nhiệm gì, nhưng ngay khi có thông tin, chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Cảnh sát xác nhận ít nhất 10 người đã thiệt mạng, 25 người khác bị thương với các mức độ khác nhau. Nhiều xe cứu thương và máy bay trực thăng đã được triển khai để đưa những người bị thương đến bệnh viện. Trên trang mạng Twitter, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ hiến bang Chris Minns đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình những nạn nhân thiệt mạng trong thảm kịch xe buýt kinh hoàng này.